Cảm ơn quý vị đã vẫn theo dõi chương trình An sinh xã hội của chúng tôi hôm nay với sự góp mặt đặc biệt của ông James Elliott, là phó giám đốc của vùng của chương trình FTC. Go back to the debt collection. So they can do certain things, but not with all the tactics to harass the consumers. That's correct. Okay. Repeated phone calls, you know, one right after another, or a certain number of phone calls every hour. Those kinds of things just shouldn't be happening. So it happened, then I can file a complaint. That's correct. And I would suggest you as a consumer do three things. You contact the Federal Trade Commission at www.ftc.gov. You contact the Texas Attorney General's Office at their website, and you also get in touch with the Better Business Bureau. You can contact the Better Business Bureau either by phone or on their website, and they can take a complaint that way. Kính thưa quý vị, trong trường hợp mà như tôi thưa, những cái văn phòng có cái nhiệm vụ mà đi đòi nợ đó, mà nếu mà họ làm quá đáng, sách nhiễu chúng ta, thì chúng ta có quyền, có ba cách ông Elliott đề nghị, là chúng ta có thể lên trên mạng www.ftc.gov để mà chia sẻ cái lời than phiền và báo cáo những cái sự việc không hay xảy ra. Cái văn phòng thứ hai là Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas, và cái văn phòng thứ ba là BBB, tại vì đó là những cái cơ quan mà họ cung cấp những dịch vụ, thì nếu mà họ làm những cái dịch vụ mà không đúng theo luật lệ thì BBB cũng sẽ dựa theo những cái lời phản nàn của chúng ta để mà tổng hợp lại để có những cái biện pháp để ngăn ngừa cái chuyện đó. And as with any government agency, we can't represent you individually. But what we do is we collect information, and when we see certain blimps on the screen, so to speak, when there's an increase or a surge in the number of complaints, that's where we can get our focus, and that's when we can take action. Kính thưa quý vị, trong trường hợp mà chỉ có một tiếng nói thì người ta không có thể nào mà có những cái biện pháp mà hữu hiệu ngay. Thì cái phương cách họ làm việc ở đây đối với các vị trong chương trình FTC đó là khi mà họ nhận thấy rằng có nhiều người gọi vào hay là gửi complaint vào thì mới thấy ủa tại sao cái bây giờ đùng vô cái chuyện mà cái debt collector này họ nhiều người than phiền về cái văn phòng này hay là cái cơ quan này, thì lúc đó họ mới để ý và từ đó họ đi đến cuộc điều tra. Debt collection is number one, the number one complaint. The number two is identity theft. And while in the United States identity theft is number one, Texas it's number two. And the third most high-ranking fraud is imposter scams. And if you want to interpret that, and then kính thưa quý vị, cái điều mà tôi có đùa với ông Elliott là nghe báo cáo rằng cái vấn đề mà debt collector Texas mình đứng hàng thứ hai trong toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, tưởng mà đứng hàng thứ hai trên chuyện gì, chỉ đứng hàng thứ hai trong cái chuyện mà gian lận thì cái đó không vui chút nào hết, phải không ạ? Nhưng mà cái kế tiếp là cái vấn đề mạo danh. Hiện nay thì Texas cũng có rất nhiều trò mạo danh. Even government agency, right? Yes, well, imposter scams come in a variety of forms. They can pretend to be a government agency, or they can pretend to be an individual. On the government agency aspect, you've heard of it before. They represent or they claim to be from the IRS. We even found that they've claimed to be Federal Trade Commission employees. On the other end of the spectrum are the they pretend to be individuals, even people within your family. So for a more recent scam appears to be someone calling you up and claiming to be your grandchild who is in a foreign country vacationing, and they are either arrested or they ran out of money and they need some more money in order to get back to the United States. Grandma, will you please send me $500? Will you please send me $2,000? Granddad, I'm really in a tough spot. Send me $5,000. And the grandparents wire it. Cái vấn đề mạo danh thì có những cái cú điện thoại gọi đến mạo danh là cơ quan thuế vụ IRS. Mà có một điều mà ông Elliott ông rất là cảm thấy rất là buồn cười là ngay cả những cái cú điện thoại đó cũng có những người mạo danh là từ cơ quan FTC. Và một trong những trường hợp mà gian lận đó thì đôi khi không cứ là phải mạo danh một cái người, một cái cơ quan, mà họ có mạo danh cái người thân trong gia đình. Tôi lấy thí dụ, có một người nào đó gọi tới nói bà ơi, cháu nội của bà đi chơi vacation ở Philippines, is it Philippines or Thailand, so either anywhere. Thì rồi cái người đó, it happened to me because they said that I lost my passport, I lost my wallet, I don't have any money, I need money to get, first of all, to get the ticket to go back to the United States. It happened to me once. Thì rồi cái người đó nói là bà ơi, cháu của bà đi đâu chơi đó, mất hết giấy tờ, bây giờ không có tiền, cần một cái số tiền để mà trở lại Mỹ. Thì cái bà nội bà ngoại đó nghe xót quá, chuyển tiền ngay cho cái người âm mưu cái chuyện gian lận. It's happened to me once, and my people, my friends were so worried, and they said, should I? And they call each other and said, should I send the money to rescue Angie? Well, we have innocent people out there. Yes, there are some, but usually you can tell if you're a grandparent and you get that type of a phone call. You can take down the information, say yes, I'll do I'll take the steps to get the money to you, and then you can call your child, the child of your grandchild, and find out if they actually are out of the United States, and in fact whether they truly need the money. Trong trường hợp này thì ông Elliott có đề nghị cho chúng ta, trong trường hợp mà mình là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội mà nghe như vậy đó thì không có gì mà mình phải quýnh quáng, mình phải chuyển tiền liền. Mình có thể ghi những cái tin tức, những cái thông tin đó xuống, rồi mình có thể gọi ngay. Nếu là cháu nội cháu ngoại, mình gọi ngay ba má của đứa cháu của mình, hỏi là con của con có đi du lịch ở đâu không? Nếu nói là nó không có đi du lịch đâu đó thì mình biết rằng đó là một cái trò gian lận rồi, thì mình không có mắc lừa. So a good source of some additional information, and I don't know if you can pick this up, but if you go to the Federal Trade Commission's website, and you can get access it from either a desktop computer or even from a mobile phone, you can find a variety of information. This one is about imposter scams. It talks about how they work, and here's what you can do about it, including verify that this in fact is a legitimate person trying to get a hold of you. And when it's not a legitimate person, you've determined it to be a scam, pass it on to your friends because they don't stop. It's likely that someone else you know will also get that type of a phone call. So you avoid your friend to be a victim. That's right. Okay. We call it pass it on. Pass the information on. Kính thưa quý vị, thì trong trường hợp mà bây giờ thì gần như mỗi người trong chúng ta đều có cái điện thoại di động. Thì với cái điện thoại di động thông minh đó thì quý vị có thể có những cái có thể lên mạng trực tuyến. Thì quý vị lên mạng trực tuyến, quý vị cũng có thể tìm thấy cái website của FTC là www.ftc.gov, và trong đó quý vị có thể tìm thấy từng đề mục một. Thì những cái đề mục về những cái tiêu biểu, những cái sự gian lận tiêu biểu, thì trong đó thì có một cái phần nói về imposter scam, là những cái gian lận về mạo danh đó. Thì cái lời yêu cầu của ông Elliott cho chúng ta là khi mà chúng ta đọc được những cái tin tức đó thì pass on, là mình chia sẻ thêm cho những người quen biết của mình, những bạn bè của mình, để cái người bạn của mình, người thân của mình tránh không bị là một cái nạn nhân tương lai. Tại vì nếu mà mình không biết đó thì mình sẽ rất là ngây thơ, mình sẽ có thể bị dẫm vào những cái bẫy mà những người không tử tế tiếp tục giăng ra cho chúng ta. Kính thưa quý vị, chắc là phải trở lại với FTC lần nữa, tại vì I still have more questions it's just one little item on our identity theft list. Can I ask you to come back again? I would be more than happy to come back. Talk about any subject you want to talk that affects the consumers in the United States. Yeah. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Biết rằng chúng ta còn muốn tìm hiểu rất nhiều về cái cách tự bảo vệ. Là người ta thì người ta protect consumer, nhưng mà mình you have to protect ourselves. Mình tự bảo vệ lấy mình. Thì tôi hứa, và ông đã có nhận lời, ông có hứa là ông sẽ trở lại trong những lần, những cái show tới của chương trình An sinh xã hội trên Sài Gòn Television. Xin cảm ơn quý vị. Thank you for having me. Have a good night. Thank you.